Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, Tổ chức Lao động Việt là một tổ chức được thành hình và thưa quý vị đã hoạt động nhiều năm vừa qua. Chúng tôi được biết được rằng ký thư biên bản họp ngày 22 tháng 5 2016 thì Liên đoàn Lao động Việt tự do gọi là Lao động Việt đã có cái đại hội kỳ 2. Lao động Việt được tổ chức tại Washington DC trong 3 ngày 16, 17, 18 tháng 9 2016. Thưa quý vị, Lao động Việt tham dự gồm nhiều thành phần từ khắp nơi trên thế giới, ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, ở Úc, ở Đông Nam Á và ở Hoa Kỳ vân vân. Cũng trong kỳ đại hội lần thứ hai này, kỳ 2 này thì chúng tôi được biết được rằng Ban Chấp hành Lao động Việt nhiệm kỳ 2016 đến 2019 gồm có những nhân sự như sau. Chủ tịch là anh Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Quốc nội là Châu Dương, Phó Chủ tịch Hải ngoại Ca Dao, Tổng Thư ký là anh Chu Văn Cương, Phó Tổng Thư ký ở Quốc nội là anh Lê Tùng, Phó Tổng Thư ký Hải ngoại là anh Nguyễn Hưng Đạo, Thủ quỹ ở Hải ngoại Hoàng Thủy Hương, Phó Thủ quỹ ở Quốc nội là Như Liên, và Ban Giám sát thì gồm có Chủ tịch là anh Nguyễn Văn Tánh, các thành viên Lê Bình ở Quốc nội, Phạm Hoàng Hải ở Hải ngoại, Ban Cố vấn thì gồm có bác sĩ Bùi Trọng Cường Úc Châu, bà Chet ở nghiệp đoàn Pháp, ông Trần Ngọc Phương ở Hoa Kỳ, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ở Hoa Kỳ, luật sư Phạm Hoàng Sơn ở Việt Nam, giáo sư Nguyễn Thanh Trang ở Hoa Kỳ. Các đại diện địa phương, đại diện Âu Châu là anh Trần Quốc Hiền, cũng là cựu tù nhân Trần Quốc Hiền, đại diện tại Hoa Kỳ là cô Jackie Bond, đại diện tại Úc Châu là Phạm Lê Hoàng Nam, và các đại diện tại Việt Nam, dĩ nhiên là các đại diện này không nêu tên. Kính thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ 38 phút buổi chiều của ngày 10 tháng 8 2016 giờ Hoa Kỳ. Chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và chị Ca Dao là Phó Chủ tịch phụ trách ở Hải ngoại. Cái cuộc nói chuyện để chúng ta biết thêm cái sự hình thành, mục đích, chủ trương và đường lối của Lao động Việt như thế nào. Trước hết Nghi Lữ chào chị Ca Dao. Thưa chị có thể cho biết được rằng Lao động Việt chính thức hoạt động bắt đầu từ năm nào và những cái việc mà Lao động Việt đã làm được trong thời gian từ năm thành lập cho đến ngày hôm nay thưa chị? Thưa kính thưa anh Nghi Lữ và kính chào quý khán thính giả. Thực ra đó, Lao động Việt thành lập thì được bắt đầu từ năm 2014, nhưng mà thực ra cái quá trình hình thành thì nó bắt đầu từ năm 2006. Nếu mà quý vị theo dõi thì sẽ biết được rằng từ năm 2016 á, thì có một cái cuộc hội nghị cơm áo và quyền lao động được tổ chức tại Ba Lan vào tháng 10 năm 2006 tại Ba Lan. Thì từ cái hội nghị cơm áo và quyền lao động tập trung được khoảng 60 nhân sĩ từ khắp nơi trên thế giới và khoảng 20 đài truyền thông địa phương cũng như Việt Nam trên thế giới được tổ chức tại tiền đình của Quốc hội Ba Lan. Thì từ cái đại hội đó, một cái ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam được thành lập, và cái ủy ban bảo vệ người Việt Nam này được ra đời trong cái bối cảnh hội nghị cơ báo và quyền lao động đó. Sau đó thì ủy ban bảo vệ người lao động tiếp tục hoạt động. Cái địa bàn hoạt động chính của những thành viên ở hải ngoại là Mã Lai, bởi vì như quý vị đã biết, trong Việt Nam thì những người hoạt động nghiệp đoàn vẫn còn bị đàn áp, cho nên chúng tôi chọn Mã Lai như một cái cửa ngõ để có thể tiếp cận với người công nhân. Cho đến năm 2014 thì Ủy ban Bảo vệ Người Lao động kết hợp với một số tổ chức hoạt động nghiệp đoàn ở trong nước để thành lập Lao động Việt. Bắt đầu từ năm 2014 thì Lao động Việt được thành lập với những tổ chức trong và ngoài nước, và từ đó đến nay thì Lao động Việt đã hoạt động được rất là nhiều, phải nói là khá là nhiều thành quả. Tuy là với cái số nhân sự hạn hẹp và số tài chính eo hẹp thì Lao động Việt cũng đã có một cái số thành quả có thể gọi là khả quan ở trong Việt Nam cũng như tại Mã Lai. Cho phép Nghi Lữ hỏi rằng tổ chức Lao động Việt của chúng ta đó
có ghi danh là một cái tổ chức pháp nhân như thế nào và có cái quan hệ quốc tế như thế nào không thưa chị? À, vâng, thưa anh Nghi Lữ, về cái tư cách pháp nhân thì hiện thời thì chị thủ quỹ là chị Hoàng Thị Hương đã ghi danh cho Lao động Việt với tư cách pháp nhân là một NGO tại Hoa Kỳ. Còn về cái quan hệ quốc tế thì từ năm 2013, Lao động Việt đã ghi danh để xin trở thành thành viên của ITUC, tức là Tổng Liên đoàn Lao động Tự do của Thế giới. Cái đơn của Lao động Việt đã được trình ra trước một cái đại hội của ITUC. Và dĩ nhiên, chúng ta biết rằng cái quá trình từ lúc nộp đơn cho đến khi được trở thành thành viên chính thức của ITUC là một cái quá trình khó khăn và lâu dài. Cái nghiệp đoàn của Miến Điện, nghiệp đoàn chui của Miến Điện cũng đã mất 11 năm để có thể trở thành thành viên của ITUC. Lao động Việt của chúng ta thì không biết sẽ là bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi sẽ coi như cố gắng, nỗ lực. Hiện giờ đó thì Lao động Việt được sự ủng hộ của một số nghiệp đoàn như là nghiệp đoàn Mã Lai, MTUC, một số nghiệp đoàn tại Pháp và cũng như các nghiệp đoàn tại Úc. Bởi vì như quý vị cũng biết, ông chủ tịch, tân chủ tịch hiện thời của Lao động Việt là chủ tịch nghiệp đoàn may mặc và giày dép của Úc. Cho nên là chúng ta cũng được rất là nhiều cái sự hỗ trợ của nghiệp đoàn Úc. Dạ vâng thưa chị, được biết được rằng đó, công nhân là một cái thành phần quan trọng của một xã hội. Và Cộng sản nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng cũng nói rằng công nhân là giai cấp lãnh đạo. Và họ cũng đã có cái liên đoàn lao động của họ hay là cái tổng liên đoàn gì đó. Thì thưa chị, vậy thì cái Lao động Việt thành hình vừa có hải ngoại vừa có quốc nội, thì thưa chị, có điều gì khó khăn khi mà trình bày với lại Liên đoàn Lao động Tự do Thế giới không thưa chị? Vâng thưa anh, chúng ta phải biết như thế này, về cái hoạt động nghiệp đoàn á, thì nó có hai cái tổ chức có tầm vóc thế giới, đó là một cái bộ phận của ILO, tức là một cái ILO là một cái bộ phận mà nó lo về người lao động của Liên Hiệp Quốc. Thì việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là thành viên của ILO, đó, ILO chỉ chấp nhận những cái tổng liên đoàn nào mà nó có cái quốc gia mà thôi, do đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được là thành viên của ITUC. Tuy nhiên, ITUC, tức là Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới của các nghiệp đoàn tự do, thì không chấp nhận những cái liên đoàn của những nước cộng sản. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không được trở thành thành viên của ITUC, và đó cũng là một cái cơ hội để chúng ta có thể tham gia và có một cái chỗ dựa quốc tế cho những người đang đấu tranh về hoạt động nghiệp đoàn ở trong nước. Như vậy thì thưa chị, chúng tôi được biết được rằng giống như cái một cái kỳ đại hội ở Đông Timor vừa qua của những tổ chức xã hội dân sự, thì Cộng sản cũng có những cái phái đoàn để đi và họ nói rằng những cái tổ chức ở hải ngoại đó không đại diện cho người trong nước, thì tổ cái Lao động Việt với cái pháp nhân đó được được ghi danh tại Hoa Kỳ, thì thưa chị, có ảnh hưởng hay là có những cái tiếng nói nhất định nào để giúp người công dân ở trong nước khi mà cái Liên đoàn Lao động của Cộng sản đó chỉ phục vụ cho quyền lợi của đảng hay là của chủ nhân, mà ngược lại đó thì cái người công nhân bị bỏ rơi, thì cái là một cái Lao động Việt được thành hình tại hải ngoại có giúp được gì cho cái cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của người công nhân trong nước không thưa chị? Vâng thưa anh, chắc chắn là giúp được rất là nhiều, rất là nhiều. Như chúng ta thấy đó, những người Việt Nam ở trong nước, không chỉ là những thành viên của Lao động Việt mà những thành viên của các tổ chức dân sự, xã hội dân sự ở trong nước cũng vậy. Họ hoạt động rất là cô đơn, họ không có một cái chỗ dựa. Và những người ở hải ngoại chúng ta là những cái chỗ dựa. Ngoài những cái chỗ dựa tinh thần còn là những cái chỗ dựa vật chất và những cái chỗ dựa pháp lý cho họ nữa.
Như anh thấy đó, khi một khi mà bất cứ một người nào đấu tranh trong nước về mọi mặt, về lao động cũng như về cái mặt dân chủ, nhân quyền, vân vân, thì mỗi khi họ bị đàn áp hay bị tù đày thì chúng ta mới là những người lên tiếng cho họ. Ở trong nước, tiếng nói của họ không vượt qua được cái bức tường công an thì chúng ta là những cái người phải lên tiếng cho họ. Và dĩ nhiên chúng ta có cái quyền đó, bởi vì dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng là những người Việt Nam. Dù chúng ta có quốc tịch Pháp, Mỹ hay Úc đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là những người Việt Nam, chúng ta biết như thế và các tổ chức quốc tế biết như thế, cho nên tiếng nói của chúng ta cũng vẫn rất được trân trọng. Cho nên quý vị thấy mỗi lần như ở bên Mỹ có những cái cuộc điều trần trước quốc hội vân vân, hay là Tổng thống Obama nếu cần biết về những cái vấn đề Việt Nam thì cũng mời những người Việt gốc, những người Mỹ gốc Việt ở ở ở bên Hoa Kỳ đến để tham vấn. Cái điều đó chứng tỏ rằng tiếng nói của những người hải ngoại cũng rất là có giá trị đối với những cái công cuộc đấu tranh ở trong nước, thưa anh. Dạ vâng, thưa chị, ngoài cái hỗ trợ về tinh thần, hỗ trợ pháp lý thì chắc chắn rằng cần, rất là cần cái vấn đề mà tài chánh để giúp cho những cái người